biết rồi. Đó, đang phát sáng luôn. Đó, ôi sáng luôn này. Ôi. Chào các cô bé thân yêu. Ngày hôm nay anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt sẽ đưa các em đến một shop slam. Anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt hôm nay đi mua slam không phải là chỉ đi đi mua về chơi không đâu, mà còn có một bí mật ẩn chứa đằng sau, đó là anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt sẽ đi mua slam về để làm quà tặng cho đợt mini game tháng 6 này. Yeah. Giới thiệu thêm một chút là trong đợt mini game này anh sẽ tặng cả slam mà anh sắp đi mua cộng với cả squishy ở tiệm gấu nữa. Bạn nào mà rất là thích chơi mini game nhận quà thì hãy nhanh tay bấm nút đăng ký để trở thành thành viên của kênh Hành Tinh Đồ Chơi ngay bây giờ nhá. Và sẽ có cơ hội để tham gia mini game lần này. Và có cơ hội để chơi thử thách 5 giây với Tóc Xanh, đó là trong vòng 5 giây. Ngay bây giờ các em phải kéo xuống bấm nút like cho video này, nếu mà bấm không thành công thì các em thua. 5 4 3 2 1 hết giờ. Chúc mừng các bạn nào đã vừa chiến thắng thử thách 5 giây của anh Tóc Xanh, thì bây giờ những bạn nào chiến thắng thử thách sẽ được cùng anh Tóc Xanh anh Bốn Mắt đi thăm shop slam nha. Đi thôi. Wow, chào các em, anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt đã đến shop slam, unicorn slam rồi này. Thì shop thì ở quận Hoàn Kiếm, còn nhà anh thì ở quận Cầu Giấy. Đi khá là xa đấy, mà anh tìm đường thì cũng khá dễ thôi. Giờ không khó tìm lắm đâu các em ạ. Đây nè, ở đây là có Grand Opening thì hôm nay sẽ được giảm giá 10% cho. Nhầm rồi, 2 thứ 27 rồi. Thế là hết rồi à? Trời đất ơi, hết được khuyến mại, không sao. Khuyến mại có 10% thôi mà. Thì hai anh sẽ mua rất là nhiều, cho nên là bây giờ chúng ta hãy cùng lên tầng 2 nhé. Vì ở trên tầng 2. Shop ở trên tầng 2 cơ, không phải ở tầng 1. Thì bây giờ bắt đầu lên nhé. Lần đầu hai anh được bước vào một shop slab đấy các em. Rất là bất ngờ khi anh thấy có quá trời nhân viên luôn. Ừ, ở đây có rất là nhiều nhân viên sẵn sàng để tư vấn và giúp chúng ta chọn được những loại slam mà chúng ta yêu thích. Thì ở trong shop thì slam được bày rất là nhiều, và shop này trang trí cực kỳ đẹp luôn. Ôi, anh nhìn hoa cả mắt luôn, không biết loại nào đến loại nào nữa. Thì vào xong rồi cứ phải sang chỗ này một tí, sang góc kia một tí. Loay hoay mà các bạn mình cứ sờ vào cái nào các bạn ấy sẽ nói cho mình luôn là cái tên của cái loại slam đấy nữa. Thấy các bạn nhân viên rất là tư vấn nhiệt tình, thì các bạn sẽ chỉ cho chúng ta biết là slam, các loại slam nằm ở vị trí nào. Ở trong shop hiện tại thì có các loại slam là gì nhỉ? Có loại slam trong này, cloud cream này, butter slam này, và có loại slam bình thường, slam xốp nữa cơ. Nhưng mà anh muốn tìm cloud slam nhưng mà như đã cháy hàng toàn tập rồi, không thể tìm được slam mây ở bất kỳ shop nào hết. Thì ở trong shop cũng không còn hộp slam mây nào luôn. Thì anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt quyết định là sẽ đi tìm những hộp slam nào thơm hoặc là có màu sắc đẹp mắt để đem về tặng quà cho các gấu bé trong đợt mini game tháng 6 này nhá. Yeah, anh Bốn Mắt đang đi xem từng loại một để xem cái nào đẹp và có màu sắc mùi thơm nữa. Các em thích loại slam nào hãy cho hai anh biết ý kiến ở dưới video này để hai anh chọn loại slam đó để tặng nào. Nhiều loại quá, khó thể sở từng cái một ra, và bạn ý đã chỉ cho anh cái nào có mùi thơm và màu đẹp. Cái này có mùi nho này các em, bạn ý đã chỉ cho anh biết đây. Quà nè. Nói đi. Ừ, bên này anh thấy có rất nhiều slam trong luôn á. Ừ. À, có hạt pom pom này. Cái này tên là Sky Pom Pom. Cái này đây cũng. Cái này có tên là Ocean Doraemon. Cũng được Doraemon. Cũng có mùi gì không? Slam trong có Charm Doraemon. Cũng có mùi gì không? Không có mùi đâu, chủ yếu không có mùi. Không thích màu tối. Ở bên này là một số combo được giảm giá 10%, bạn ấy đã soạn sẵn ra đây. Trong này có một cái gì, một cái gì? Trong này có hướng dẫn và có bo rắc. Không, ý là trong này có một slam gì, một slam gì. Slam gì đó, không biết. Anh sẽ chọn đấy. Cái này nè, có hình đám mây. Có
hình cầu vồng. Cái đẹp mà đúng không? Cái này, cái bên trên có xốp, bên dưới có một cái charm hình đám mây cầu vồng. Nói chung là thích cái này. Đúng mà. Đúng mà. Làm nào để biết đây. Có đang phát sáng luôn. Đó. Ôi sáng luôn này. Ôi. Đi phát sáng thật luôn này. Giá là 90k. Rồi, bật lên. À, bật điện được rồi. Cái kia đẹp, cái này đẹp không? Từ nãy giờ mình mua toàn slam trong rồi à? Bây giờ cream à? Hình như mình chưa mua cream nào, thề chưa mua cream nào luôn. Hay anh chọn được khá khá slam rồi các em ạ. À, trong đầu hay anh có một ý định là sẽ mua khoảng 20 mấy hộp slam gì đó. Thì các bạn nhân viên khá là ngạc nhiên vì thế anh mua cực kỳ nhiều slam. Và ở đây đang có chương trình như là mua 10 được đấy tặng 2 và mua 5 thì được tặng 1 charm. Cũng được. Xem lại xem mua những cái gì rồi. Cái này là phát sáng đúng không ạ? 4 là cái này rồi này. 4 là cái này rồi này. Slammer bây giờ mình vừa xem rồi mà. Mình vừa xem rồi. Ui đúng rồi ạ. Cái này hơi lẻ loi rồi này. Cái này mà lấy 4 cái hay là lấy gì chứ. Không thì lấy thêm một cái này cho nó đủ 4 cái. Bắt đầu thanh toán rồi. Anh tóc xanh ngồi lựa lựa ra để anh lấy số hộp là số chẵn. Như thế thì sẽ dễ nhớ hơn và sẽ dễ review hơn cho các em xem nữa. Thì anh đếm đi đếm lại, anh lấy 24 hộp và được tặng thêm 2 hộp là 26 hộp. Như vậy là anh đã có 26 phần quà rồi. Nhưng mà anh sẽ phải về review, lấy một vài hộp ra để review nữa cơ. Thế rồi bê cái chỗ này đi chơi kiểu gì? Làm bê rồi đi chơi. 26 nhưng có 2 hộp được tặng mà nhé. 2 hộp được tặng ạ? Tức là mua 24. Tức là tính tiền 24. Đây, đúng rồi. 1.975.000. Các em đã sẵn sàng tham gia vào mini game tới chưa? Các em hãy để ý thật kỹ thông tin chi tiết về mini game ở cuối video này nhá. Và chào các em, anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt sẽ công bố thông tin chi tiết về mini game tháng 6. Đợt này là sẽ có quà tặng là Slam của Unicorn Slam và Squishy từ tiệm gấu. Vậy thì bây giờ các em hãy lấy giấy bút ra để ghi thông tin của mini game này lại để chúng ta đừng bỏ lỡ vào cái ngày mà video mini game xuất hiện nhá. Video mini game dành cho các bạn thành viên của kênh Hành Tinh Đồ Chơi sẽ xuất hiện vào ngày thứ tư, tức là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2018, tức là còn 2 ngày nữa thôi. Video này thì trong mini game lần này sẽ không phải là mini game chọn số mà sẽ là mini game chọn ngẫu nhiên. Các em không cần phải lo là mình là người comment muộn hay là comment sớm. Các em chỉ cần vào video và để lại thông tin muốn nhận quà, thông tin cá nhân để có thể nhận quà là hai anh sẽ chọn ngẫu nhiên nhá. Hẹn gặp lại các em ở video mini game tháng 6. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.